Chào các bạn, mình là Chiến. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến cho các bạn những câu hỏi mà học viên gặp lần đầu chắc chắn sẽ trả lời sai. Bởi vì những câu hỏi này các bạn đi phân tích bình thường nó rất dễ bị nhầm lẫn. Vì vậy, trong quá trình làm bài thi các bạn cần phải đặc biệt lưu ý. Vậy đó là những câu nào? Ngay bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng câu hỏi một. Nội dung của câu hỏi này đó là để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người lái xe mô tô hai bánh cần điều khiển xe tay ga như thế nào trong các trường hợp dưới đây? Với câu hỏi này, thường thì 90% các bạn đi đọc phân tích thì sẽ chọn ngay đáp án số 4, tăng từ từ, giảm từ từ. Bình thường như những câu hỏi khác thì những cái gì mà đi chậm đi từ từ nó sẽ luôn là đáp án đúng. Nhưng đặc biệt với câu hỏi này, chúng ta chọn đáp án số 4 là bị sai. Bởi vì đáp án đúng ở đây phải là đáp án số 3, tăng từ từ, giảm thật nhanh. Ở đây người ta muốn các bạn đi là đi chậm đi từ từ, nhưng khi phát hiện nguy hiểm thì phải giảm ga thật nhanh. Các bạn lưu ý cho tôi ở câu hỏi này nhé. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Khi khởi hành ô tô sử dụng hộp số cơ khí trên đường băng, người lái xe cần thực hiện thao tác nào theo trình tự dưới đây? Với câu hỏi này thì những bạn học viên học B1 số tự động sẽ rất khó phân tích, bởi vì chúng ta có lái xe số sàn đâu mà biết. Đọc phân tích thì toàn những từ ngữ câu từ khó hiểu, như là nhả từ từ 1/2 hành trình bàn đạp ly hợp côn giữ trong khoảng 3 giây. Đáp án số 1 cũng có, đáp án số 2 cũng có, càng đọc càng thấy đối. Vậy nên gặp phải những câu hỏi dạng này thì các bạn chỉ cần nhớ đơn giản là Chiến một cái đặc trưng, đó là xe số sàn. Muốn khởi hành thì phải đa côn rồi vào số. Đã nắm được cái điểm mấu chốt này, nếu như đọc hiểu thì các bạn cứ thấy đáp án nào có chữ đa côn vào số là chọn ngay cho tôi. Nhìn lướt sơ qua, thấy đáp án số 2 có cụm từ đạp ly hợp côn vào số là chọn ngay cho tôi đáp án số 2. Còn đáp án số 1, nhả thứ từ 1/2 bàn đạp hành trình côn là sai. Chúng ta loại nhé. Đó là cách học hiểu giống như lái xe trên thực tế. Còn gặp phải những câu hỏi này, nếu như bạn nào thấy khó quá thì các bạn cứ nhớ cho Chiến cái mẹo, đó là thấy 2 hoặc là 3 đáp án đều bắt đầu bằng chữ yêu cầu, kiểm tra, quan sát thì cứ chọn ngay cho tôi đáp án dài nhiều chữ nhất. Học mèo thì 2 đáp án đều có chữ kiểm tra, đáp án số 2 dài nhiều chữ nhất thì cứ chọn ngay cho tôi đáp án số 2 mà thôi. Không còn đi đọc được phân tích làm gì cho mệt. Học với tôi các bạn muốn học hiểu cũng được, muốn học mẹo cũng có. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Đây là một trong các câu hỏi điểm liệt mà các bạn học viên hay trả lời sai nhiều nhất trong lúc thi sát hạch. Sai câu này là loại trực tiếp luôn. Vậy nên các bạn cần phải đặc biệt lưu ý. Nội dung của câu hỏi này đó là người lái xe không được quay đầu xe trong trường hợp nào dưới đây? Cái đáp án số 1, ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, đường cao tốc, đường hẹp, đường dốc dài, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. Đáp án số 2, ở phía trước, phía sau phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên quốc lộ, tại nơi đường bộ giao nhau không cùng mức với đường sắt. Và có thêm đáp án số 3, cả ý 1 và ý 2. Đáp án số 1 thì ở trên cầu, đầu cầu, đường cao tốc thì sẽ không được quay đầu xe. Cái này thì bạn nào cũng đồng tình, không có gì phải bàn cãi nữa. Nhưng cái mà các bạn đang phân vân đó là cái đáp án số 2, đó là ở phía trước, phía sau phần đường dành cho người đi bộ và ở tại cái vị trí đường bộ giao nhau không cùng mức với đường sắt có được phép quay đầu hay không. Giữa việc đáp án số 1 và đáp án số 3, cả hai ý chúng ta nên chọn cái nào? Để giúp chúng bạn hiểu thông câu hỏi này thì các bạn hãy nhớ cho tôi, đó là xe chúng ta đi vào ngã ba ngã tư thì chúng ta sẽ không được quay đầu xe ngay tại cái vị trí đường dành cho người đi bộ. Quay đầu đây là cấm. Còn ở phía trước và phía sau thì chúng ta vẫn sẽ được quay đầu bình thường nhé. Vậy nên đối với câu hỏi này, đáp án số 1 ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường là không được quay. Chúng ta chọn đáp án số 1. Còn đáp án số 2 ở phía trước và phía sau vẫn được quay bình thường nên chúng ta loại đáp án số 2. Các bạn chỉ cần nhớ cái đặc trưng đó thôi. Còn cùng mức với không cùng mức với đường sắt, chúng ta không cần phải nhớ nhiều làm gì cho đau đầu. Nhớ càng nhiều nó càng rất dễ bị loạn. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Khi điều khiển xe ô tô nhập vào làn đường cao tốc, người lái xe cần thực hiện như thế nào sau đây để đảm bảo an toàn? Đối với câu hỏi này, rất nhiều các bạn học viên sau khi đọc xong 3 đáp án đi phân tích thường hay chọn cái đáp án số 3. Bởi vì các bạn thấy đáp án số 3 chứa cụm từ đó là khi đủ điều kiện an toàn thì giảm tốc độ, từ từ cho xe nhập vào làn đường cao tốc. Đọc những câu chữ này lên, các bạn thấy nó hợp lý, các bạn chọn đáp án số 3. Nhưng như tôi đã nói, đây là một câu hỏi đặc biệt. Vì vậy, các bạn chọn đáp án số 3 là bị sai. Đáp án đúng ở đây phải là đáp án số 1. Các bạn muốn vào đường cao tốc thì phải nhớ cho tôi. Cái việc đầu tiên đó là phải quan sát trước. Chúng ta nhìn xong rồi chúng ta mới phát tín hiệu đi vào. Và đặc biệt, khi vào đường cao tốc là phải nhường đường cho các xe đang chạy trên đường cao tốc. Gặp phải câu hỏi này, các bạn nhớ cho tôi cái điểm mấu chốt. Đó là vào đường cao tốc thì phải quan sát trước và đặc biệt là phải nhường đường. Chọn ngay cho tôi đáp án số 1 nhé các bạn.
chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Khi nhả hệ thống phanh dùng cơ khí điều khiển bằng tay, phanh tay, người lái xe cần thực hiện thao tác nào? Đối với câu hỏi này, cả ba đáp án nó đều viết tương tự giống như nhau. Các bạn rất dễ bị nhầm lẫn. Để không bao giờ sai ở câu hỏi này nữa, thì các bạn cứ liên tưởng tới ngay lúc chúng ta nhả phanh tay khi lái xe. Việc đầu tiên, chúng ta phải nhấn cái nút này vào trước cái đá. Cái nút này gọi là cái khóa hãm nha các bạn. Sau đó chúng ta mới đẩy cần phanh về phía trước. Vậy nên, thao tác nhả phanh tay, mấu chốt ở đây đó là chúng ta sẽ dùng tay phải bóp khóa hãm đầu tiên rồi mới đẩy cần phanh nhá. Đáp án số 1, dùng lực tay phải kéo cần phanh về phía sau. À, không có bóp khóa hãm đầu tiên là sai. Loại cho tôi đáp án số 1. Đáp án số 3 cũng chỉ dùng lực tay phải đẩy cần phanh về phía trước mà không có bóp khóa hãm ở đầu tiên cũng sai luôn. Vậy thì thao tác chuẩn đáp án đúng ở đây phải là đáp án số 2. Dùng lực tay phải bóp khóa hãm trước rồi mới đẩy cần phanh. Các bạn chọn cho tôi đáp án số 2 nhé. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Hãy nêu công dụng hộp số của xe ô tô. Đối với câu hỏi này các bạn viên hay sai đó là bởi vì những từ ngữ toàn là những từ ngữ chuyên ngành. Chúng ta đọc lên nó rất rối, rất khó hiểu. Nào là truyền tăng moment xoắn này, truyền thay đổi moment xoắn giữa các trục, truyền thay đổi moment từ động cơ đến bánh xe chủ động. Chúng ta đọc lên chúng ta không hiểu, dẫn tới việc phân tích tìm đáp án đúng rất khó khăn. Vậy thì gặp phải những câu hỏi khó như thế này thì chúng ta chỉ cần nhớ cho tôi. Hỏi về hộp số thì các bạn cứ liên tưởng tới cái tác dụng của cái hộp số ở trên thực tế. Nó là gì ạ? À, cái hộp số là dùng để tiến hoặc là lùi. Vậy nên hỏi về hộp số các bạn cứ nhớ cho tôi cái điểm mấu chốt đó là dùng để chuyển động lùi. Các bạn thấy ba đáp án nào có chữ chuyển động lùi, các bạn chọn ngay cho tôi mà thôi. À, nhìn lướt sơ qua, thấy đáp án số 3 có chữ chuyển động lùi, lại chọn ngay cho tôi đáp án số 3 nhé. Những câu hỏi này đọc phân tích nó sẽ rất khó, cho nên các bạn chỉ cần nhớ cho tôi cái đặc trưng thôi nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cặp câu hỏi rất nhiều các bạn học viên hay nhầm lẫn. Đó là câu hỏi có liên quan tới tốc độ trong khu dân cư. Có nhiều bạn học viên trả lời sai giữa tốc độ 5 và 60. Ở đây do có hai câu hỏi nó giống y chang như nhau. Các câu hỏi về tốc độ trong hay ngoài khu dân cư, nếu như các bạn học hiểu thì nó tương đối nhức đầu, nhưng học mẹo thì nó cực kỳ đơn giản thôi. Để giải các câu hỏi về tốc độ áp dụng mẹo thì đây, trong cuốn mẹo giải nhanh ôn thi cấp tốc của tôi, các bạn hãy mở ra cái mục số 12. Giải câu hỏi tốc độ thì chỉ cần nhớ cho tôi hai cái mẹo. Đó là những câu hỏi nào mà tốc độ đáp án ghi về các loại xe thì các bạn áp dụng cho tôi cái mẹo bê tông xi tét xe con. Đáp án nào có chữ bê tông xi tét là chọn. Không có chữ bê tông xi tét, chọn ngay cho tôi chữ xe con. Không quan trọng đó là trong hay ngoài khu dân cư nha các bạn. Còn nếu như các bạn thấy câu hỏi tốc độ đáp án mà ghi ba con số 5, 6, 10 thì cứ áp dụng cho tôi cái mẹo có 102. Câu hỏi đọc lên thấy xuất hiện chữ có, các bạn chọn cho tôi ý số 1. Còn nếu như câu hỏi đọc lên thấy xuất hiện chữ không thì cứ chọn ngay cho tôi ý số 2. Nhớ khẩu quyết có 102 nhé. Ngoài ra trong này thì tôi có soạn đầy đủ chi tiết hết cho các bạn tất cả các mẹo về lý thuyết chữ, biển báo, xa hình. Các bạn yếu phần nào thì các bạn cứ ôn cho tôi ở phần đó. Bạn nào không có nhiều thời gian để ôn luyện, cần mua bộ mẹo giải nhanh ôn thi cấp tốc hay là cần chiến bổ túc kèm riêng 2-3 tiếng chỉ cho các bạn các mẹo về lý thuyết hay là mô phỏng để giúp cho các bạn vượt qua được kỳ thi trước mắt thì các bạn cứ liên hệ với tôi theo số điện thoại và số Zalo trên màn hình, tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn. Bây giờ trở lại với câu hỏi lúc nãy, đã biết được cái mẹo giải nhanh của Chiến thì chúng ta chỉ cần đọc câu hỏi lên thôi là có thể biết được ngay đáp án đúng. Cứ hỏi về tốc độ trong khu dân cư áp dụng cái mẹo có 102. Câu hỏi này xuất hiện chữ không thì các bạn cứ chọn ngay cho tôi đáp án số 2 mà thôi. Không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Còn bạn nào muốn học hiểu thì cái đường không có giải phân cách thì nó chỉ có cái vạch kẻ đường mà thôi. Bất cứ cái xe ngược chiều lúc nào cũng có thể lấn sang làn đường của mình. Vậy nên nó nguy hiểm, các bạn phải chạy chậm lại một xíu. Chúng ta đi với tốc độ 50. Chỉ cần nhớ đơn giản như vậy thôi là được. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. À, đây tiếp tục làm câu hỏi hỏi về tốc độ trong khu dân cư. Các bạn cứ nhớ khẩu quyết của Chiến thôi. Áp dụng mẹo có 102. Đọc câu hỏi lên, nhìn lướt sơ qua, xuất hiện chữ có thì chắc chắn đáp án đúng của nó sẽ luôn là đáp án số 1. Gõ ngay cho Chiến phím số 1 mà thôi. 5 giây là xong một câu hỏi cực kỳ đơn giản nhé. Còn bạn nào muốn hiểu vì sao ở đây chúng ta chọn đáp án số 1? Bởi vì cái con đường ở đây là có giải phân cách thì xe ngược chiều nó không thể lấn sang làn bình được. Nó an toàn hơn nên chúng ta sẽ được đi nhanh hơn một tí, là chọn 60 nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Xe kéo rơ móc khi tham gia giao thông phải tuân thủ điều kiện nào dưới đây? Đây là một câu hỏi hiếm khi xuất hiện trong quá trình các bạn ôn luyện.
Vậy nên trong lúc thi sát hạch có một số bạn thấy lạ hay trả lời sai bởi vì các bạn thấy cái đáp án số 3 trước cụm từ. Thường thì các bạn đọc thấy đáp án số 3 xuất hiện cụm từ phải được lắp phanh phụ theo quy định để đảm bảo an toàn. Các bạn chọn đáp án số 3 là mất điểm. Gặp phải câu hỏi này thì các bạn cứ nhớ cho tôi cái đặc trưng, đó là xe kéo rơ móc. Thì cái yêu cầu đầu tiên đó là phải có tổng trọng lượng lớn hơn trọng lượng của móc, nghĩa là cái đầu của nó phải nặng hơn cái đuôi. Các bạn chọn cho tôi đáp án số 1 nhé. Rồi, chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ và xe cơ giới phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Đối với câu hỏi này, đọc qua một lượt, các bạn thấy đáp án số 1 có chữ đi bên trái, đáp án số 2 đi bên phải, đáp án số 3 đi phù hợp, không gây cản trở giao thông. Thì hầu như có một số các bạn học viên hay chọn đáp án số 3 đi ở làn đường phù hợp, nhưng đáp án này nó bị sai như các bạn. Đáp án đúng ở đây phải là đi bên phải trong cùng. Các bạn chọn cho tôi đáp án số 2 nhé. Cứ câu hỏi nào về phần kỹ thuật lái xe có cụm từ đi bên phải trong cùng thì nó sẽ luôn là đáp án đúng. Ok chưa ạ? Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Bạn đang lái xe phía trước có một xe cảnh sát không phát tín hiệu ưu tiên, bạn có được phép vượt hay không? Đối với câu hỏi này, rất nhiều các bạn đọc lướt sơ qua thấy đáp án số 1 có chữ không được vượt. Chọn ngay đáp án số 1 không được vượt là sai, mất điểm. Bởi vì ở đây xe cảnh sát nó không có phát tín hiệu ưu tiên thì có nghĩa là nó không có đi làm nhiệm vụ. Nó cũng giống như cái xe dân thường thôi. Vậy nên chúng ta vẫn được phép vượt khi đảm bảo an toàn. Các bạn chọn cho tôi đáp án số 4 mới là đáp án đúng nhé. Rồi, chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào dưới đây? Đáp án số 1 phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Xe vận chuyển hàng nguy hiểm không được dừng đỗ những nơi đông người, những nơi dễ xảy ra nguy hiểm. Đáp án số 2 phải được chuyên chở trên xe chuyên dùng để vận chuyển hàng nguy hiểm. Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chạy liên tục, không được dừng đỗ trong quá trình vận chuyển. Đáp án số 3 cả ý 1 ý 2. Đối với câu hỏi này thì có một số các bạn học viên đọc lên thấy đáp án số 1 nó hợp lý, đáp án số 2 đọc lướt qua nó cũng hợp lý. Các bạn chọn đáp án số 3 cả ý 1 ý 2 là sai nhé. Bởi vì đáp án đúng đây là đáp án số 1 mà thôi. Xe vận chuyển hàng nguy hiểm thì cứ được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, các bạn chọn luôn cho tôi. Còn đáp án số 2 nó sai là vì đề cập tới việc xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chạy liên tục, không được dừng đỗ trong quá trình vận chuyển. Ví dụ như chúng ta chở hàng từ Nam ra Bắc đi 2-3 ngày, không được dừng đỗ, không được nghỉ ngơi ăn uống. Xe mà chạy liên tục 2-3 ngày thì nó sẽ nóng máy, không có xe nào chịu nổi cả. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Hãy nêu công dụng ly hợp côn của xe ô tô. Đối với câu hỏi này là một câu hỏi liên quan tới các bộ phận trên xe ô tô, phần cấu tạo và sửa chữa. Đây là một phần dùng những từ ngữ chuyên ngành. Chúng ta đọc lên cảm thấy rối, khó hiểu, khó phân tích. Vì vậy, gặp phải những câu hỏi này, các bạn cứ nhớ cho tôi đặc trưng của bộ phận đó là được. Côn ly hợp là dùng để làm gì ạ? Các giáo viên dạy lái xe thường hay có câu khẩu quyết, đó là ngắt côn vào số. Chúng ta muốn vào số thì chúng ta phải đa côn để ngắt chuyển động rồi mới vào số được. Vì vậy, hỏi về công dụng của côn ly hợp, các bạn cứ chọn ngay cho tôi đáp án nào có chữ ngắt là được. Nhớ đầy đủ hơn thì các bạn cứ nhớ côn là dùng để truyền hoặc là ngắt. Nhìn lướt sơ qua thấy đáp án số 2 có chữ truyền hoặc là ngắt, các bạn chọn ngay cho tôi đáp án số 2 mà thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi về hạn giấy phép lái xe. Có một số bạn trong lúc làm bài thi hay sang hay nhầm lẫn. Nhưng hôm nay biết được cái mẹo giải nhanh mới nhất của Chiến thì các bạn chỉ cần nhìn lướt sơ qua 5 đến 10 giây là có thể biết được ngay đáp án đúng. Vậy cái mẹo đấy là gì ạ? Đây, với tất cả các câu hỏi có liên quan tới các hạn giấy phép lái xe B, C, D, E thì các bạn chỉ cần quan tâm cho Chiến cái xe chở người là bao nhiêu chỗ. Nếu hỏi về hạn B, C, D thì các bạn chọn ngay cho Chiến đáp án có chữ chở người đến. Còn hỏi về hạng E thì các bạn chọn ngay cho Chiến đáp án chở người trên. B, C, D là đến, E là trên. Nhớ được cái khẩu quyết này thì bây giờ chúng ta đi vận dụng giải các câu hỏi sẽ cực kỳ đơn giản. Đây, ngay bây giờ chúng ta sẽ áp dụng luôn nhé. Như ở câu hỏi này, người có giấy phép lái xe hạng B2 được điều khiển loại xe nào dưới đây? A, chúng ta nhớ ngay trong đầu mình cho Chiến. B, C, D là chọn chở người đến. Ở đây như Chiến đã nói, mỗi đáp án thì các bạn chỉ quan tâm tới cái xe chở người thôi nhé. Không cần phải đọc tới ô tô tải, máy kéo trên 3,5 tấn, dưới 3,5 tấn làm gì cho mệt. Đáp án số 1, xe ô tô chở người trên. À, đọc tới đây biết nó sai rồi, không cần phải đọc nữa, bỏ đáp án số 1 luôn. Đáp án số 2, các bạn thấy cụm từ gì ạ? Xe ô tô chở người đến. Cứ thấy cụm từ này, chắc chắn nó sẽ là đáp án đúng. Ở đây các bạn có ngay cho Chiến đáp án số 2 mà thôi. Còn đáp án số 3, chở người từ 10 đến 30 chỗ là sai nhá.
Còn mà nào muốn học kiểu thì hạng giấy phép lái xe B2 và C chỉ được lái xe đến 9 chỗ mà thôi. Trong quá trình học thì mỗi một hạng giấy phép lái xe thì các bạn chỉ cần nhớ chữ Chiến một cái loại xe đặc trưng của nó mà thôi. Học như vậy thì nó sẽ nhớ nhanh, hiệu quả. Càng nhớ nhiều các loại xe thì các bạn sẽ càng bị rối, càng dễ bị loạn. Rồi, bây giờ chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển loại xe nào dưới đây? A, Chiến đã nói với các bạn rồi, cứ B, C, D là chọn đáp án có chữ chở người đến. Với mỗi đáp án các bạn chỉ cần đọc vài chữ đầu tiên thôi nhé. Đáp án số 1, ô tô chở người trên. À, trên là sai rồi, không cần đọc đáp án số 1 nữa. Đáp án số 2, chở người từ 10 đến 30 chỗ. Đọc tới đây cũng biết đáp án số 2 nó sai rồi. Đáp án số 3, có cụm từ chở người đến. Các bạn chọn ngay cho Chiến đáp án số 3 luôn. Ở đây các bạn có thể thấy đáp án số 1 và số 3 chỉ khác nhau duy nhất chữ trên và chữ đến thôi. Nếu như học bình thường các bạn rất dễ bị sai, nhưng hôm nay đã có phương pháp giải nhanh của Chiến thì các bạn sẽ không bao giờ sợ sai, không bao giờ sợ nhầm lẫn nữa. Trong quá trình giảng dạy thì có những cái gì học hay, hiệu quả nhất thì Chiến có tổng hợp soạn lại cho các bạn thành cái bộ mẹo giải nhanh ôn thi cấp tốc mới nhất trong năm 2024. Trong này sẽ có mẹo full 600 câu hỏi và 120 tình huống mô phỏng luôn. Phần mẹo về các hạng giấy phép lái xe thì Chiến có soạn sẵn cho các bạn, nó sẽ nằm ở cái mục số 8 nhé. Đây, Chiến có ghi rõ ràng, chi tiết hết luôn. Với mỗi hạng giấy phép lái xe, chúng ta chỉ cần nhớ một loại xe đặc trưng thôi. B, C, D là chọn đáp án có chữ đến. Thậm chí Chiến còn ghi rõ ràng hơn, đó là B, C thì chọn đáp án có chữ đến 9 chỗ. Hạng D là đến 30, E là trên 30. Còn hỏi về hạng FE thì chọn ngay chữ Chiến đáp án số 1. Hỏi về FC, chọn ngay chữ Chiến đáp án số 2. Không cần phải đi đọc, không cần phải đi phân tích làm gì cho mệt nhé. Hoặc những bạn nào mà hay sai về phần tốc độ thì Chiến có soạn sẵn ở cái mẹo số 12. Trong và ngoài khu dân cư chỉ cần nhớ chữ Chiến hai cái dòng mẹo khẩu quyết ở đây là được. Đây là phần lý thuyết chứ. Còn bạn nào muốn học ôn phần biển báo, xa hình hay là mô phỏng thì các bạn hãy mở Chiến ở cái mục phía sau nhé. Chiến có ghi rõ ràng chi tiết tất cả các mẹo cho các bạn ở trong này luôn. Những bạn nào mà không có thời gian ôn luyện, cần mua bộ mẹo giải nhanh ôn thi cấp tốc, hay là cần Chiến bổ túc kèm riêng 2-3 tiếng chỉ cho các bạn các mẹo để đối phó vượt qua được kỳ thi trước mắt, thì các bạn cứ liên hệ với Chiến theo số điện thoại hay là số Zalo ở trên màn hình, Chiến sẽ hỗ trợ cho các bạn. Ok, bây giờ trở lại với cái nội dung chính của chúng ta. Ví dụ như gặp câu hỏi này, người có giấy phép lái xe hạng D được điều khiển loại xe nào? Các bạn biết mình phải chọn đáp án nào chưa ạ? À, B, C, D là chọn chữ đến, chở người đến nha các bạn. Rồi, nhìn lướt sơ qua, thấy đáp án số 1 xuất trên cụm từ chở người đến, các bạn chọn ngay cho Chiến đáp án số 1 nha các bạn. Nhớ trong đầu mình cho Chiến nhé, B, C, D là đến. Cái đặc trưng của hạng D đó là được lái xe chở người đến 30 chỗ nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Người có giấy phép lái xe hạng E được điều khiển loại xe nào dưới đây? A, B, C, D thì chúng ta đã biết chọn đáp án có chữ chở người đến. Vậy thì E chúng ta chọn đáp án nào ạ? Đây, E thì chúng ta chọn đáp án có chữ chở người trên nhé. Rồi, ở đây quan sát ba đáp án, các bạn thấy gì ạ? Đáp án số 2 nó có chữ ô tô chở người trên thì chọn ngay chữ Chiến đáp án số 2 làm đáp án đúng nhé. Đặc trưng của giấy phép lái xe hạng E đó là được lái xe chở người trên 30 chỗ nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai câu hỏi cực kỳ đặc biệt, đó là người có giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được điều khiển loại xe nào? A, B thì đương nhiên sẽ là chở người đến rồi. Nhưng ở đây cả ba đáp án đều xuất hiện cụm từ chở người đến, thì chúng ta sẽ xét thêm một cái đặc trưng riêng biệt của hạng B1 nữa. Đó là B1 là lái xe gia đình, nên nó sẽ không được hành nghề lái xe. Đáp án nào chứa cụm từ này, nó sẽ luôn là đáp án đúng. Và Chiến bật mí cho các bạn luôn, cái cụm từ không được hành nghề lái xe, nó sẽ luôn nằm ở cuối cùng của mỗi đáp án. Vậy nên khi thấy hạng B1 thì các bạn chỉ cần nhìn chữ cuối cùng của mỗi đáp án mà thôi, kiếm chữ không hành nghề lái xe nhé. Đáp án nào ạ? À, nhìn lướt sơ qua, chữ cuối cùng đáp án số 1 là không hành nghề lái xe, thì các bạn chọn ngay chữ Chiến đáp án số 1 luôn nha các bạn. Hiểu được cái mẹo này thì không cần phải đi đọc nhiều làm gì cho đau đầu rối não, 5 đến 10 giây là có thể tìm được ngay đáp án đúng. Rồi, chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Tiếp tục là một câu hỏi hỏi về hạng B1. À, không cần phải đọc nhiều làm gì cho mệt, chỉ cần nhớ đặc trưng của B1 như Chiến vừa mới chỉ cho các bạn rồi, đó là không hành nghề lái xe. Nhìn chữ cuối cùng của mỗi đáp án, đáp án nào ạ? Đáp án số 1, được hành nghề lái xe, loại. Đáp án số 2, à, có cụm từ không hành nghề lái xe thì chọn ngay cho Chiến đáp án số 2 luôn nha các bạn. Nhớ cho Chiến cái đặc trưng của B1 nhé. B1 là lái xe gia đình, là không được hành nghề lái xe.
cụm từ này ở đáp án nào, chắc chắn đáp án đó sẽ là đáp án đúng. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với cái hạng giấy phép lái xe FE và FC. Với cái hai câu hỏi này nếu như đọc đáp án thì rất dễ bị nhầm lẫn. Nhưng các bạn nhớ chiến cái mẹo, đó là gì? Hỏi về FE các bạn chọn ngay cho chiến đáp án số 1, FC thì các bạn chọn ngay cho chiến đáp án số 2. Nhớ khẩu quyết FE là em 1, FC là chị 2 nhá. FE ý 1, FC ý 2 nhá. Vậy thì ở đây hỏi về FE không cần phải đọc làm gì cho mệt nữa, có ngay cho chiến đáp án số 1 mà thôi. Thực tế thì hầu như không có bạn nào học FE hết, cho nên gặp những câu hỏi dạng này các bạn không cần phải nhớ tìm hiểu làm gì cho đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Người có giấy phép lái xe hạng FC được điều khiển loại xe nào? À, như Chiến vừa mới chỉ cho các bạn rồi, thấy FE và FC nhớ ngay cho Chiến khẩu quyết M1 chị 2. Hỏi về FE thì các bạn chọn ngay cho Chiến đáp án số 1, hỏi về FC các bạn chọn ngay cho Chiến đáp án số 2. Các bạn không cần phải đi đọc làm gì cho tốn thời gian mệt mỏi. Vậy thì ở đây FC các bạn chọn được đáp án nào ạ? Đương nhiên chắc chắn nó sẽ là đáp án số 2 nha các bạn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những loại giấy phép lái xe hạng A. Người có giấy phép lái xe hạng A1 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây? Với câu hỏi này thì nhiều bạn thấy cái đáp án số 1 nó quá hợp lý, đó là lái xe mô tô 2 bánh dung tích từ 50 đến dưới 175. Các bạn chọn luôn đáp án số 1. Mặc dù nó đúng nhưng nó chưa đủ nha các bạn. Bởi vì hạng A1 sẽ còn được lái xe mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật nữa. Bản chất cái xe 3 bánh cho người khuyết tật nó cũng là cái xe máy bình thường chúng ta hay đi mà thôi. Nhưng ở đây người ta chế thêm một cái bánh nữa để dành cho những người khuyết tật. Vậy nên ở đây chúng ta phải chọn đáp án số 3, cả ý 1 và ý 2 nha các bạn. Hỏi về hạng A1 các bạn hãy nhớ ngay cho Chiến cái khẩu quyết, đó là chọn đáp án nào có chữ 175 và khuyết tật nhá. Ok chưa ạ? Rồi chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Người có giấy phép lái xe hạng A1 không được phép điều khiển loại xe nào dưới đây? À, như Chiến đã nói rồi, nếu như áp dụng mẹo thì cứ hỏi về A1 các bạn chọn ngay cho Chiến đáp án có chữ 175 và khuyết tật. Ở đây lướt sơ qua A số 2 xuất hiện chữ 175, các bạn chọn ngay cho Chiến đáp án số 2 nha các bạn. Còn bạn nào muốn hiểu thì cái hạng A1 sẽ không được phép điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 175 trở lên. Đây được xếp vào dạng xe mô tô phân khối lớn, các bạn phải học bằng lái A2 mới được điều khiển nhé. Ok chưa ạ? Rồi chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Người có giấy phép lái xe hạng A2 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây? À, Chiến vừa chỉ cho các bạn lúc nãy rồi. Hạng A2 là được lái xe mô tô phân khối lớn, được điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 175 trở lên. Vậy thì ở đây đáp án nào đúng ạ? Đương nhiên sẽ là đáp án số 2. Được điều khiển xe mô tô có dung tích từ 175 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe A1 nha các bạn. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Người có giấy phép lái xe hạng A3 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây? Hỏi về hạng A3, các bạn chỉ cần nhớ chiến câu khẩu quyết A3 là được lái xe 3 bánh. Trong 3 đáp án này, đáp án nào đề cập tới xe 3 bánh? Chọn ngay cho Chiến. Đáp án nào ạ? Đương nhiên sẽ là đáp án số 1, xe mô tô 3 bánh nha các bạn. Đến với câu hỏi tiếp theo. Người đủ 16 tuổi được điều khiển loại xe nào dưới đây? À, 16 tuổi chúng ta chưa đủ tiêu chuẩn để học bằng lái, vậy nên chỉ được lái xe gắn máy có dung tích dưới 50 phân khối thôi nha các bạn. Các bạn chọn ngay cho Chiến đáp án số 2 nhé. 16 tuổi là được lái xe dưới 50 phân khối. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu hỏi có rất nhiều các bạn đang bị sai, bị nhầm lẫn trong lúc làm bài thi. Nhưng hôm nay biết được cái mẹo của Chiến, các bạn sẽ không bao giờ sai câu hỏi này nữa. Nội dung của câu hỏi này đó là người nhận hàng có quyền hạn gì sẽ đây? Bình thường nếu như các bạn học hiểu, đi đọc, đi phân tích thì các bạn rất dễ nhầm lẫn chọn vào cái đáp án số 3. Nhưng hôm nay đã biết được cái mẹo này của Chiến thì các bạn sẽ không bao giờ sai ở câu hỏi này nữa. Các bạn có nhớ cái mẹo Chiến đã chỉ cho các bạn ngay từ đầu không ạ? Đó là chỉ cần đọc câu hỏi lên mà thấy xuất hiện chữ người nhận hàng, nhớ ngay khẩu quyết quyền 1 nghĩa 3. Hỏi về quyền của người nhận hàng, chọn ngay đáp án số 1. Còn hỏi về nghĩa vụ của người nhận hàng thì các bạn chọn ngay cho Chiến đáp án số 3. Các bạn cứ thế áp dụng cho Chiến mà thôi. Rồi ở câu hỏi này người ta hỏi về quyền của người nhận hàng, không cần phải đi đọc làm gì cho mệt, chọn ngay cho Chiến đáp án số 1 mà thôi. Còn bạn nào muốn học hiểu thì người nhận hàng sẽ có quyền hạn, đó là nhận hàng và kiểm tra, đặc biệt là phải nhận theo giấy tờ. Còn đáp án số 2, học viên bị gai, đó là ở cụm từ nhận hàng
không theo giấy tờ. Các bạn lưu ý cho Chiến nhé. Cứ không theo giấy tờ là sai. Chúng ta loạt đáp án số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một câu hỏi gai. Các bạn rất dễ bị sai trong quá trình đọc phân tích bình thường. Đây, Chiến sẽ đọc liền cho các bạn xem nhé. Người kinh doanh vận tải hàng hóa có nghĩa vụ gì dưới đây? Nếu như chúng ta đọc bình thường lớp sơ qua, thấy đáp án số 1 có chữ phù hợp với quy định của pháp luật. Đáp án số 2 thì bồi thường thiệt hại cho người thuê. Hầu hết các bạn sẽ chọn đáp án số 3 cãi 1 đi 2. Kết quả này là sai. Những ai mà đang bị cái tình trạng này thì hôm nay hãy áp dụng ngay cái phương pháp giải nhanh của Chiến. Đọc cái câu hỏi lên thôi là đã biết ngay đáp án đúng rồi. Các bạn còn nhớ cái mẹo Chiến chỉ cho các bạn lúc nãy không ạ? À, trên câu hỏi này xuất hiện chữ người kinh doanh, vận dụng khẩu quyết thấy chữ hành khách, người thuê, người kinh doanh, chọn ngay đáp án dài nhất. À, nhìn vào thấy đáp án số 2 nó dài nhiều chữ nhất, chọn ngay Chiến đáp án số 2 mà thôi. Đâu cần phải đi đọc, đâu cần phải đi phân tích, làm gì cho đâu đầu rối não, đôi khi còn rất dễ bị nhầm lẫn. Mặc dù biết rằng học hiểu là cái điều cực kỳ tốt đẹp, nhưng cái nhiệm vụ trước mắt đó là phải thi đậu, lấy được cái bằng cái đá. Các bạn thi xong, các bạn có nhiều thời gian, các bạn tìm hiểu luật sau cũng chưa có muộn. Đến với câu hỏi tiếp theo, xe ô tô kéo xe khác như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Gặp phải những câu hỏi xe kéo xe, đáp án của nó rất dài, rất nhiều chữ, chúng ta đọc trên sẽ cực kỳ tốn thời gian. Vậy nên hỏi về xe kéo xe, các bạn chỉ cần nhớ cho tôi một cái đặc trưng, đó là phải dùng thanh nối cứng. Các bạn cứ thấy đáp án nào có chữ thanh nối cứng, các bạn chọn ngay cho tôi mà thôi. Và ở đây tôi bật mí cho các bạn luôn, chữ thanh nối cứng nó sẽ luôn luôn nằm ở cuối mỗi đáp án. Vậy nên cứ hỏi về xe kéo xe, các bạn chỉ cần nhìn thấy chữ cuối cùng đáp án nào có chữ thanh nối cứng là chọn ngay cho tôi thôi. Vậy thì ở đây đáp án số 1 có chữ thanh nối cứng là chọn ngay cho tôi đáp án số 1 nhé. Ok chưa ạ? Rồi, chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Việc nối kéo giữa xe và xe trong trường hợp hệ thống hãm của xe không còn hiệu lực thì phải dùng cách nào? À, tôi vừa chỉ cho các bạn rồi. Cứ xe theo xe là chọn thanh nối cứng. Vậy nên đáp án đúng của câu hỏi này chắc chắn sẽ là đáp án số 3. Có ngay phím số 3 cho tôi mà thôi. Trên đây là những câu hỏi phần lý thuyết chứ. Tôi thấy các bạn học viên hay sai nhiều nhất trong quá trình làm bài thi sát hạch. Tôi chia sẻ ra đây. Hy vọng các bạn sẽ không bao giờ sai ở những câu hỏi này nữa. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video lần sau.